Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 50 năm bèo dạt mây trôi cùng quan họ, nhờ vậy mà tôi đã gom nhặt được một chút vốn kiến thức về tục chơi của người quan họ xưa. Nay cùng học trò của mình làm một số chương trình podcast để giao lưu cùng quý vị và các bạn. Ngày xưa quan họ trao tôi, giờ xin san sẻ mọi người gần xa, cũng coi như một chút quà tặng cho tặng mới là tri âm. Trong cái tập tới nói về bài sông cầu nước chảy lơ thơ đó, thì là em nghiên cứu cái trường hợp mà hát mà trên cái cassette như thế này đó, em vừa mới thu ở đâu đó, không biết là ai hát, không biết là người hát là ai, thế nhưng mà cái chất giọng hát ấy rất là mộc mạc, lấy điều đó khẳng định cái tính phổ thông của cái bài hát này, tức là cái bài hát nó hay đến mức mà không chỉ có ca sĩ, không chỉ có nghệ sĩ mà đến ngay cả những người dân bình thường cũng hát, thế rồi để ghi vào băng, thế rồi phát cho cassette, nó rất là mộc mạc, rất là hay, nó mang cái tính đại chúng, cho nên đó, là nếu như mà em có thể thì sẽ trích một cái đoạn nào đó, ví dụ chẳng hạn cái đoạn cuối là thỏa nỗi nhớ mong, ở đây người ta cũng chỉ dừng lại cho thỏa nỗi nhớ mong, có lẽ vì thế cho nên đây là cái điểm nhấn của bài ca và tác giả đã lấy cái chỗ thỏa nỗi nhớ mong này để đặt tên cho bài hát. Cho nên nếu có thể thì là mình cũng đưa một đoạn để là quảng bá cho mọi người thấy rằng không chỉ có nghệ sĩ hát đâu, không chỉ có ca sĩ biểu diễn đâu, mà đến ngay cả những người dân bình thường khi người ta biết đến quan họ, khi người ta biết đến sông cầu nước chảy lơ thơ là người ta cũng sẵn sàng hát. Nước chảy lơ thơ đôi ta già. Hát ở đám cưới, hát ở cuộc mừng thọ, hát ở cuộc tân gia, hát ở bất cứ chỗ nào mà người ta thích. Cho nên ấy, là cái tính phổ thông của quan họ, cái tính đại chúng của quan họ nó được thể hiện ở trong cái tiết mục như vừa rồi. Rất cảm ơn. Với tư cách là người có nghề, thầy có thể khẳng định rằng là giọng của nghệ sĩ, của ca sĩ có rất nhiều người có thể hay hơn, nhưng mà cái tính hồn nhiên, cái sảng khoái, cái nhiệt tình, cái say sưa hay cái lửa trong tiếng hát đó, thì hiếm ai có thể được như ca sĩ không chuyên vừa rồi. Tức là người này hát rất là say mê, rất là nhiệt thành, mang hết cả cái lòng mình, cái hồn mình ra mà hát. Nghe tiếng hát của cái người này đó thì mình cũng cảm thấy như là cũng say hơn, cũng ấm lòng và cũng muốn hát theo. Cho nên cái tính, cái truyền lửa đó trong cái tiếng hát đó, thì đây cũng là một người hát rất nhiệt thành, rất say sưa và không thể phủ nhận. Thật là một giai thoại tuyệt vời. Học trò khen thầy nghĩa thay mà lại không biết là đấy là thầy mình. 50 năm rồi không được gặp thầy. Vì thế cho nên ấy, hôm nay khi nghe hát ở băng cassette, bởi vì không nghĩ rằng thầy, một cố nhạc sĩ, một cố nghệ sĩ nhân dân
mà lại hát ở trong một cái cassette mà lại dàn nhạc không có ai cả, có mỗi một tiếng sáo lạnh lót đệm theo. Cho nên đó là em thật sự xin lỗi thầy. Em cứ nghĩ đây chỉ là một cái người hâm mộ của một cái ca sĩ không chuyên nào đó mà hát thôi. Em chỉ ngưỡng mộ là cái sự đam mê, cái sự say mê trong khi ca hát. Thế còn thì quả nhiên là không nhận ra giọng của thầy. Học trò mà đi khen thầy mà lại không biết là đấy là thầy mình hát thì đúng là mẹ hát con khen. Nhưng mà quả nhiên em đã nghe nhiều người biểu diễn bài Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ, Thỏa Nỗi Nhớ Mong, nhưng mà chưa có ai hát say sưa đến thế, chưa có ai hát nhiệt thành đến thế. Sông cầu nước chảy lơ thơ chứ đôi ta thương nhớ hát như con tằm nhà tơ, như rút ruột ra vậy. Cho nên có thể nói rằng là một cái giọng ca để đời, một cái phong cách để đời, một cái người mà hết sức là yêu nghệ thuật, say nghệ thuật, vì nghệ thuật viết lên cái bài Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ. Trong cái chương trình, trong cái tập podcast này đó, thì ở phần cuối em cũng có nói rằng là mạn phép là thay mặt cho đương quan họ Bắc Ninh, thay mặt cho tất cả những người yêu quan họ trong nước, ở ngoài nước, xin cảm ơn cố nghệ sĩ Mai Khanh. Vì em cũng chưa biết thầy được phong nghệ sĩ nhân dân, cho nên em chỉ nói rằng cố nghệ sĩ Mai Khanh, người đã sáng tạo lên một cái bài ca, một cái ca khúc để đời, để có cho không chỉ vùng quan họ, không chỉ quan họ Đình Anh và chị các thế hệ, mà còn cho những khán giả của Việt Nam, của thế giới biết đến bài ca Sông Cầu Nước Chảy Lơ Thơ. Xin cảm ơn thầy rất rất nhiều. Bây giờ thì em đã biết tác giả chính là một ca sĩ đang biểu diễn bài Thỏa Nỗi Nhớ Mong. Mấy hôm thu thanh để làm chương trình này, khi nói về tác giả của bài Thỏa Nỗi Nhớ Mong, khi nói về nghệ sĩ Mai Khanh, và em cũng có khoe với khán giả là năm 1973, khi mà thầy Mai Khanh thay mặt cho Cục Âm Nhạc và Múa về dạy đoàn quan họ về thanh nhạc dân tộc, và em có một cái may mắn là được gặp tác giả Mai Khanh. Và tác giả có nói rằng đấy chính là sáng tác của nghệ sĩ. Và em hơn mọi người khác là em biết từ năm 1973 là tác giả của bài Thỏa Nỗi Nhớ Mong, bài Sông Cầu Lơ Thơ chính là người mà em đã được trực tiếp nói chuyện, trực tiếp làm học trò. Và em cứ sợ rằng khi mà phát lên ấy, có nhiều người lại nghĩ rằng chắc là Thế Sang bắt quàng làm họ, hoặc là cũng những người chưa tin lắm có thể là cho rằng ông này ông ấy cứ nói vậy chứ chắc gì đã phải của một cái ông Mai Khanh nào đó. Bởi vì ngày xưa cái phương tiện thông tin ấy, nó chưa được mạnh mẽ như bây giờ, cho nên người ta nghe phát thanh thì có, nhưng nghe truyền hình thì không. Vì thế nào mà có ai biết mặt thầy Mai Khanh như thế nào. Cho nên ấy, để khẳng định rằng tác giả là Mai Khanh của bài quan họ và Thỏa Nỗi Nhớ Mong cũng không phải dễ gì. Rất nhiều người có thể bán tín bán nghi, nhưng bây giờ thì yên tâm rồi. Học trò đã sưu tầm được một cái bản mà thầy hát trực tiếp, quả là quý giá, vô cùng quý giá. 1956, rất có thể lúc đó thầy Mai Khanh cũng chỉ là một ca sĩ bình thường, một ca sĩ không chuyên. Thế là sau này thì đi theo con đường âm nhạc thì là thầy mới theo, và giọng ca của thầy ấy, thì nó có một cái chất mộc mạc thôn quê. Cho nên sau này thầy nghiên cứu về thanh nhạc dân tộc và biểu diễn thanh nhạc dân tộc. Nhưng mà hình như là làm thầy đi giảng dạy thì nhiều, chứ còn thì cũng không đi biểu diễn mấy. Nhưng mà phải nói rằng là cái phong cách nhiệt tình, say mê nghệ thuật của thầy Mai Khanh thì mãi mãi không ai có thể quên được. Thầy làm việc hết mình, tất cả vì học trò, vì nghệ thuật. Cho nên ấy, cái tâm hồn, cái nhân cách của thầy Mai Khanh thì rất tuyệt vời. Đôi bên là bên sóng
như vạt áo, mà này cũng có ướt đầm, ướt đầm mà như mưa. Người ơi, người ở đường về, người cái này là hậu trường để có được một cái đoạn người ơi người đừng về đấy để bạn Lệ Thúy hát đó, thì nó là sư phụ đã phải mất gần 30 phút nói chuyện toàn bộ cái diễn biến hoàn cảnh lúc bác ra đi. Và bác là ao ước là nghe một bài dân ca, không phải để thỏa mãn cái sự đam mê dân ca, mà vấn đề là phải hát bài hát đó thì bác mới có thể nói về cái giá trị của dân ca, của văn hóa được. Cho nên trong cái bài nói ở phần cuối em nghe đó, là chúng ta đừng hiểu đây là ngẫu hứng, mà đây là rõ ràng bác có một cái tính toán rất là kỹ, rất là chi li. Và trong đó mình có khen Trần Hoàn là ông ta đã miêu tả rất chi tiết đó. Và nhờ cái chi tiết của Trần Hoàn ấy, mà tôi mới có được những cái nhận thức sâu sắc. Ví dụ như là người ta thường vẫn nói là nói mà đang làm một nẻo đó, thì bác Hồ luôn luôn nhắc nhở là nói phải song song mới làm. Cho nên ở đây đấy, bác không chỉ là nói trước làm sau, mà bác thậm chí yêu cầu làm trước, tức là hát trước rồi sau bác mới nói. Cho nên đấy, là bác luôn luôn có một cái gương mẫu, đó là làm và nói song hành, hoặc là nếu có phải chọn một trong hai cái trước thì đó là làm trước nói sau. Cho nên đấy, ở đây đó phải hiểu được tất cả những cái thứ đó, hiểu được cái nỗi đau của bác. Tại sao cái bản di chúc như thế, viết bao nhiêu công phu như thế, 4 năm trời đọc đi đọc lại, sửa đi sửa lại, thế mà vẫn còn sót. Cho nên nếu không nói được là bác không yên lòng ra đi, nếu không nói được là bản di chúc còn khiếm khuyết. Chúng ta phải hiểu tất cả những cái tâm trạng đó. Cái lúc đó đừng rằng nghỉ trưa, thế nhưng mà Lệ Thúy có nói rằng là từ giờ đến tối cháu hứa là cháu sẽ làm cái này để gửi lại chú. Tại vì sư phụ cũng nói rằng đây là một sự vinh hạnh lớn đó, chứ không phải là bình thường đâu. Giọng hát của cháu sẽ gắn liền với cái sự kiện này, và nó sẽ còn mãi mãi, không phải dễ gì, không phải ai chú cũng mở tham gia. Bởi vì chú rất quý giọng của cháu, giọng của cháu nó có hồn, nó có một cái gì đó rất là sâu. Vì thế cho nên cộng với mà sau khi nghe chú kể đấy, thì tin rằng cháu sẽ hát thành công. Và quả nhiên hát đã hay rồi, hát đã sâu rồi, lại thêm cái hình ảnh em chọn, em minh họa, hai cái đó nó kết hợp. Chưa bao giờ mà có sự kết hợp, một cái sự hài hòa, một cái sự tung hứng mà lại hiệu quả như là cái câu hát Người ơi người đừng về của Lệ Thúy hát và một hai đồng chí lãnh đạo của nhà nước, đương thì là nhỏ Lệ. Cái lý do mời Lệ Thúy còn có một lý do nữa, đó là Lệ Thúy là học trò của cô Thanh Hiếu. Cả hai cô trò này đấy có một cái giọng ca rất là sâu, rất là hồn. Lệ Thúy thì lại rất là trân quý sư phụ, tức là trong quá trình trong cuộc sống đó thì bạn rất là kính trọng. Vì thế cho nên mình tin rằng nếu như nhờ thì chắc chắn Lệ Thúy sẽ nhận lời. Quả nhiên vừa đặt vấn đề thôi thì Lệ Thúy đã nhận lời ngay. Thế nhưng mà mình có nói rằng là giọng của cháu thì hay rồi, hát thì ổn rồi, thế nhưng mà chú muốn là nó có cái hồn trong cái tiếng hát sâu hơn. Bởi vì đây là số đặc biệt, số nói về bác Hồ trước lúc đi xa. Cho nên trong cái căn phòng ngập tràn trong nước mắt đấy, thì cái giọng ca của cháu không thể đó là vô tư thoải mái như những chỗ khác được, mà trong giọng ca của cháu đó nó phải có cái nấc, cái nghẹn của cái sự đau thương. Và để có thể làm được điều đó thì cháu phải hiểu được cái tình tiết trong cái bài Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa mà Trần Hoàn đã miêu tả khá là kỹ càng. Cháu phải hiểu được cái điều đó, tức là trong một cái hoàn cảnh hết sức là đau thương, đến ngay cả một số các đồng chí lãnh đạo của nhà nước, lãnh đạo đảng đó là cũng nức nở, cũng nghẹn ngào khóc. Vì thế cho nên trong cái hoàn cảnh ấy mà cháu hát được có cái hồn như thế đó thì mới có thể đạt được yêu cầu. Và sư phụ đã dành một thời gian cũng khá lâu để nói cho bạn ấy toàn bộ cái nội dung, cái tình tiết, cái hoàn cảnh
để bạn có thể nhập tâm, bạn có thể xúc động theo cái tiếng nói ấy. Và quả nhiên là khi sư phụ nói được một lúc thôi thì bạn ấy đã nói rằng là thôi chú đừng nói nữa, cháu khóc mất rồi. Thế và sư phụ nói rằng thế là đạt rồi, và cháu cứ về suy nghĩ thêm và sẽ làm thế nào đó tốt nhất có thể. Quả nhiên sau buổi tối hôm đó thì bạn có gửi cho cái bài hát của bạn đó, và khi nghe thì sư phụ cảm thấy rất là ưng ý, rất là tuyệt vời. Khi mình nhận lời với nghệ sĩ Xuân Mùi là sẽ ca và thu âm cái câu ca Chuông Vàng Các Cửa Tam Quan trong cái podcast số đặc biệt của nghệ sĩ Xuân Mùi nói về Bác Hồ kính yêu, thì mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình ca cái câu ca đấy làm sao cho nó thật là tình cảm, truyền cảm và cái giữ được cái kỹ thuật vang rền nền nẩy của một cái người ca quan họ. Thế nhưng mà nghệ sĩ Xuân Mùi thì nói với mình rằng là không, chú thì chú muốn rằng là cháu phải hiểu được cái bối cảnh mà nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác cái bài Lời Bác Dặn Trước Lúc Đi Xa, để cháu ca cái câu ca này làm sao cho nó thật là tình cảm và cho nó phải có một cái sự đau thương của cái sự ly biệt ở trong đấy. Thế và nghệ sĩ Xuân Mùi đã phân tích cho mình cái hoàn cảnh do đời đấy, và mình đã nghe và mình cảm nhận sâu sắc được cái tình cảm của bác đối với dân ca của Việt Nam. Và lúc ấy mình nghĩ rằng là nước mắt mình nó cứ trào ra thôi, nó cứ tự nhiên nó trào ra, và mình cảm thấy rằng là mình cần phải ca cái câu ca này làm sao cho nó với một cái tinh thần trách nhiệm, không phải chỉ đơn giản là một cái câu ca trong cái hệ thống dã bạn và một cái câu ca của đôi lứa chia tay nhau trong ngày hội nữa, mà đó là một cái câu ca mang nặng cái tình cảm của dân tộc, mang nặng cái tình cảm mà Bác Hồ kính yêu đã dành cho cái dân ca của Việt Nam chúng ta. Thế và khi mà vào phòng thu âm của em Vũ thì những cái lời phân tích sâu sắc của nghệ sĩ Xuân Mùi đã theo mình và đã ngấm vào mình. Và khi mình vào mình thu thì mình đã khóc 2 lần và mình đã phải ra khỏi phòng thu để ngồi khóc một lúc. Thế bạn Vũ động viên bảo chị ơi thôi chị cứ bình tĩnh và chị bình tâm thì chị mới ca cái câu này cho nó thật hay được. Và nhưng mà cứ ca đến cái câu đấy cái là bắt đầu là mình lại nước mắt nó tự nó trào ra. Và mình chưa bao giờ mình ca cái câu ca Người ơi người ở đường về mà nó lại day dứt và nó lại xúc động đến như vậy. Và đây là trong một cái phòng thu âm nó rất là kín, mặc dù rằng là nó hạn chế về rất nhiều thứ, nhưng mà tình cảm của mình thì mình không, thì nó không hạn chế và mình không thể kiềm chế được. Đây là một cái sự thật và một cái trải nghiệm có thể nói là sâu sắc đối với mình khi mà ca và khi mà thu âm cái bài ca Chuông Vàng Các Cửa Tam Quan này. Người ơi, người ở đừng về. Và cũng chưa bao giờ mình ca câu ca Chuông Vàng Gác Cửa Tam Quan trong một tâm thái tự hào dân tộc như vậy. Tất cả những điều đó là do mình đã được nghệ sĩ Xuân Mùi phân tích thật sâu cho mình hiểu bài ca này và tạo cho mình nguồn cảm hứng để mình ca câu ca này một cách trọn vẹn nhất. Và cũng qua đây, mình xin cảm ơn các quý vị khán giả đã xem, đã nghe và đã dành cho mình những lời khen, những phản hồi tích cực qua số đặc biệt của nghệ sĩ Xuân Mùi. Và nhất là đoạn cuối, đoạn kết cao trào với câu Người ơi, người ở, đừng về. Người ơi, người ở, đừng về.